Công ty Lưới Nhựa Thanh Hà xin kính chào quý khách hàng. Công ty chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm lưới nhựa như lưới đựng trái cây, lưới đựng nông sản, lưới bao hoa, lưới bông tắm, lưới chăn nuôi. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn, chiết khấu cao cho các đơn hàng có số lượng lớn, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Hiện nay, cúc được trồng phổ biến ở khắp nơi, cúc có mặt ở các vườn hoa công viên, trong phòng khách, bàn làm việc, trong các lễ hội, các ngày rằm mồng 1 được mua về để thắp hương. Cúc là một loài hoa có màu sắc phong phú, hình dáng đa dạng rất đẹp. Hoa cúc có đặc tính khi tàn héo, cánh hoa không bị rụng như một số hoa khác, do đó người tiêu dùng và người chơi hoa rất ưa chuộng. Với nhà vườn trồng hoa cúc thì sản phẩm lưới bao hoa mang lại lợi ích to lớn. Vì vậy, lưới bọc hoa được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong thị trường hiện nay. Lưới bao hoa bảo vệ hoa trong quá trình trổ bông, giữ cho những cánh hoa không bị rơi rụng hay lở hoa quá to, đảm bảo sự an toàn tốt nhất cho cây hoa trong thời tiết mưa dông hay gió lớn. Ngoài ra, lưới bao hoa còn bảo vệ hoa trước các loại côn trùng gây hại. Lưới bao hoa tạo ra các sản phẩm hoa tươi chất lượng cung cấp ra thị trường, nâng cao hiệu quả canh tác, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Lưới bao hoa được làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh PE không chứa tạp chất, rất an toàn và không ảnh hưởng đến hoa trong quá trình sử dụng. Sản phẩm được làm từ các sợi lưới mỏng nhỏ nhưng rất dai và thông thoáng, có độ giãn nở tốt, chịu được sức căng, có độ bền cao và chịu được thời tiết nắng mưa ở ngoài trời trong thời gian dài. Là loại lưới màu trắng được cắt thành nhiều đoạn ngắn, lưới mỏng nhẹ, có độ thông thoáng cao, được sử dụng để bọc cho hoa tươi, kìm hãm hoa lở, tránh bị dập lát cánh hoa trong quá trình vận chuyển. Công ty sản xuất dưới dạng mắt lưới được liên kết với nhau chặt chẽ, giúp lưới bao hoa chuyên dụng không bị đứt tuột trong quá trình sử dụng. Ngoài loại cắt sẵn, công ty còn cung cấp các loại nguyên cuộn, giúp khách hàng có thể thêm nhiều lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm hay tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hoặc gọi điện vào số hotline hiện trên màn hình để nhân viên của công ty hỗ trợ tư vấn và giúp khách hàng đặt hàng nhanh chóng nhất.